chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Giới thiệu với tất cả các cô chú chị và các bạn thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cấp bến ngập nhà những dòng hàng tan rất là đẹp, mà cái giá cực kỳ là rẻ luôn, chỉ từ vài chục nghìn thôi cho buổi ngày hôm nay. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin hai số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan giáng hương đuôi cáo ạ, cô chú anh chị. Đó, cái hàng thì em vừa cân xong, hàng vừa bóc rừng về vẫn còn y nguyên cái ẩm gốc như thế này cô chú anh chị này. Và cô chú anh chị có thể thấy là cái lô hàng này vừa rồi là những từng cây một cho những cần hoa rất là dài và đẹp luôn. 1 kg của dòng giáng hương đuôi cáo này thì em đang để giá có 190.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Hoặc là lát nữa cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình cho em, cũng có những cái hàng dề, hàng lá xếp V rất là đẹp với cái giá cực kỳ là yêu thương luôn ạ. Dạ, tiếp sang bên này đây thì em xin được giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái lô hoàng thảo nghệ tâm cắt tỉa gọn gẽ xanh mướt như thế này. Thì cái lô hoàng thảo nghệ tâm này xin phép được bán với giá là 30.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Coi như vừa bán vừa tặng luôn, 30.000 cho một cái lô hoàng thảo nghệ tâm này. Và một cái lô hoàng thảo long nhãn đây ạ. Cái lô hoàng thảo long nhãn này thì em xin phép được bán với giá là 20.000 thôi này cô chú anh chị. Một cái lô hoàng thảo long nhãn này 20.000, cây ngắn rất là đẹp. Hương vani ạ. Một cái lô hương vani ở đây cô chú anh chị. Thân mập căng mướt luôn, rất là đẹp như vậy. Và cái lô hương vani này xin phép được bán với giá là 40.000. Đó thì dân người ta đi về người ta cứ có từng ít một như vậy thì em sẽ mua tất cho người ta cô chú anh chị ạ. Dạ, tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng giáng hương đuôi sắp ạ. Cái hàng lá xếp rất là đẹp và vừa tầm ghép, cây không quá nhỏ và không quá lớn, đủ cô chú anh chị ghép những giò đẹp. Giá 120.000 trong 1 kg cô chú anh chị cùng em ngắm cái lô giáng hương tam bảo sắc. Cái lô hàng mà đa số là hàng hoa vàng và hàng bản là xếp rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Tuy nhiên thì hàng rừng không tránh khỏi là một số lá có thể là bị vàng, nhưng mà dòng tam bảo sắc này thì vô cùng là dễ thuần dễ chăm luôn đúng không ạ. Hàng thì rất là đẹp như vậy nhé cô chú anh chị nhé. Và hàng cây lá xếp rất là đẹp như này thôi. Giá em đang để là 180.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên đây sẽ là dòng giáng hương đuôi chồn, với giá em đang bán đuôi chồn với giá chỉ có 180 cho 1 kg. Hàng cây lá xếp và cũng vừa tầm ghép rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em từng cây một như thế này. Đó, thì nói chung là cái hàng rừng thì không bao giờ tránh khỏi cái việc là cây có thể bị héo. Hàng riêng hàng như thế này bỏ để như vậy, héo như vậy nhưng mà cây vẫn cứ ra rễ bình thường luôn cô chú anh chị. Đó là cái sự kỳ diệu của cái cây lan rừng đấy ạ. Rất là dễ sống, dễ chăm luôn. Dòng giáng hương đuôi chồn đây cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em có cả cây chồn trắng để cô chú anh chị mình sưu tầm, hàng chuẩn mặt hoa cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị nhìn vừa nhìn hàng chồn rừng xong với cả cây chồn trắng này thì cô chú anh chị có thể thấy rằng là cây chồn rừng và cây chồn trắng không có gì khác nhau đúng không ạ. Mà cây này thì hàng lá xếp rất là xinh. Dòng này là dòng cấy mô từ cây chồn trắng đột biến nên là hoa chuẩn như hoa rừng, đẹp, rất là đẹp, dài đẹp. Khuôn hoa, kiểu hoa như là hàng rừng hết ạ. Và một cái cây lan chồn trắng đẹp như vậy cô chú anh chị nhìn thấy cho em là rất là nhiều cặp lá xinh đúng không ạ. Thì giá của dòng chồn trắng này với giá chỉ có 140 cho một giò chồn trắng thôi cô chú anh chị nhé. Những cái giò chồn trắng Thái đã được trồng thuần và khi mà lên giò ra hoa đẹp mê như vậy này cô chú anh chị này. Dạ, sang bên này đây thì em có những cây quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 nhé cô chú anh chị nhé. Thì cái lô hàng quế lan hương hôm nay thì em xin phép được bán siêu giảm giá luôn cho cô chú anh chị mình. Đó là chỉ có giá 350.000 cho 1 kg thôi. Cái chỗ này chắc cũng chỉ đâu đấy là hơn 1 kg gì đấy thôi cô chú anh chị ạ, không có nhiều hàng luôn ạ. 350.000 trong 1 kg nhé, hàng siêu giảm giá luôn. Cái mùa ghép quế rất là đẹp trong năm. Hoặc là lát nữa cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây cho em cũng được cô chú anh chị ạ. Có thể chọn theo hình nhá cô chú anh chị để được những hàng ưng ý hơn. Và bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một mặt hàng cũng rất là xinh đẹp mà đáng sưu tầm. Đó là
cái dòng lan hỏa hoàng trắng. Cái dòng hỏa hoàng trắng này thì đây cô chú anh chị ngắm cho em bảo hành chuẩn mặt bông như thế này cô chú anh chị nhá. Tức là nó là dòng hỏa hoàng, như là dòng hỏa hoàng đột biến hoa trắng cô chú anh chị ạ. Thì một cái chậu lan hỏa hoàng trắng cô chú anh chị có thể thấy là cây mẹ cây con này, đẹp như thế này này cô chú anh chị. Một chậu sẽ là cây mẹ cây con, cây nào chậu nào như chậu nào luôn nhá cô chú anh chị nhá. Mà giá một cái chậu hỏa hoàng trắng như vậy ở cô chú anh chị đến mùa có thể có những bông hoa rất là đẹp, giá chỉ có 150 cho một giò. Samurai, một cái dòng lan mà từng bụi cây mẹ cây con to đẹp như vậy, màu hoa trắng thanh khiết và thơm thì siêu thơm luôn. Giá em đang để là 150.000 cho một chậu Samurai. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một số lô quế hàng em thanh lý nhé cô chú anh chị nhé. Một số lô quế lan hương hàng em thanh lý đấy ạ. Cái lô quế này gọi là cái lô quế số 40, lô quế này gọi là lô quế 40 nhé cô chú anh chị nhé. Lô quế 40 là một ôm rất là nhiều như này, cô chú anh chị về có thể ghép vào trụ chậu. Nói chung là nhìn cây quế như vậy thôi nó hơi vàng lá xấu một chút xíu thôi, nhưng mà thực ra thì nó vẫn rất là ổn luôn ạ. Và cái lô quế này thì em xin phép được bán với giá một ôm quế rất là nhiều này. Thì cái ôm này xin phép được bán với giá có 120.000 luôn này cô chú anh chị này. Đó, rất là nhiều luôn nhé cô chú anh chị nhá. Cây có đủ ngọn nhá, lác đác đâu đấy có thể có 1-2 cây lỗi ngọn thôi. Hàng này thì cô chú anh chị về ghép ok luôn ạ. Giò cũng được, thích ghép lên những cây xung quanh nhà cũng được. Lô tiếp theo sẽ là lô số 41, với giá là 150.000. Cái lô này thì rất là nhiều. Và lô tiếp theo là lô 42, một lô rất là nhiều như vậy. Cái lô này thì em xin phép được bán với giá chỉ 100.000 thôi này cô chú anh chị này. Dạ, sang bên này đây thì bên này đây thì em giới thiệu luôn đến cô chú anh chị là những cái hình quế mà em đã xếp ở đây. Là những hình quế gọi là nó khá là đẹp cô chú anh chị ạ, khá là đẹp rồi. Hoặc là cô chú anh chị mua hàng cân bên này cũng được, 350, em bán được 0,3 kg. Và cô chú anh chị có thể chọn theo hình ở đây cho em cũng được này. Hình này em gọi là cái hình số 16 này cô chú anh chị. Ở hình 16, hình 17 đây cô chú anh chị nhá. Hình số 17 đây em bán với giá là 130.000 thôi ạ. Có 4 ngọn quế này cô chú anh chị này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18 ạ. Hình số 18 quế này em cũng bán với giá là 140.000 thôi cho 3 ngọn quế xếp. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19 này. Hình số 19 này cũng là có giá là 130.000, có 3 ngọn quế xếp nhé. Hình 20 ạ, 2, 4 đầu ngọn quế đẹp như vậy, với giá em bán là 140.000 luôn. Và hình số 21 đây cũng với giá chỉ có 4 ngọn đẹp, 4 ngọn là xếp đẹp, mà trong khi đó là cái ngọn này hai nụ này. Ngọn bên này 2 nụ luôn. Ngọn này dề này 21 với giá 150.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 22, 3 cây này. 3 cây này em bán với giá là 110.000 đi cô chú anh chị. Cây bên này nó bị vàng vài cái lá nhé cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây thì em có những cây lan hài. À đây, tiểu hồ điệp cô chú anh chị ạ. Nói là tiểu hồ điệp tôi chứ thực ra thì khi mà nó nở hoa bông hoa rất là to và đẹp luôn đấy ạ. Dòng lan tiểu hồ điệp thì với giá em đang bán là 150.000 trong 1 kg, hàng khô ráo cô chú anh chị mua siêu lợi cân luôn. Có nhiều anh chị mua 1-2 năm trước về cây bây giờ lên cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cái tiểu hồ điệp này này, hàng cắt tỉa dễ sạch sẽ, 150.000 cho 1 kg, chỗ này chắc đâu đấy là khoảng độ 1 kg đổ lại thôi cô chú anh chị ạ. Em bán từ 0,3 kg nhé. Dạ, tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hài. Nói chung là mỗi một cái dòng lan thì nó có một cái vẻ đẹp riêng. Cái dòng lan hài mốc hồng đây cô chú anh chị, 1 kg của dòng hài mốc hồng, hàng siêu nhược nhiều luôn, 1 kg được cực kỳ là nhiều luôn ạ. Giá em đang để có 120.000 trong 1 kg thôi, em bán từ 0,3 kg cô chú anh chị về ghép mỏi tay luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hài mốc hồng đây 0,3 kg phải rơi từ 50 cây cho đến gần đâu đấy cả 100 cây luôn cái hài mốc hồng này ấy. Trong khi đó thì bên hàng cực kỳ là rẻ như vậy mà bên mình thì không trồng được, mà Tết đến thì lại nhập hàng Trung Quốc rất là nhiều để chơi hoa. Cái hàng dòng này sẽ hoa ở thời điểm Tết, hoa vô cùng là xinh cô chú anh chị ạ. Dạ, hoa rất là đẹp luôn. Thì ở nhà em cũng trồng khá là nhiều những cây hài mốc hồng. Nói chung là cũng có những cái chậu nó lên rất là đẹp như này cô chú anh chị. Trồng vài cây thôi trong một chậu thôi cũng đủ đẹp rồi. Đó, thì dạ, cái chậu này thì em đang có một số chậu để giao lưu cùng cô chú anh chị này. Chậu số 6 với giá em đang bán ở đây là 50.000 thôi cô chú anh chị nhá. Về cô chú anh chị có thể tự chăm tưới này. Cây này trồng này em trồng rất là lâu rồi. Chậu tiếp theo là chậu số 5. Giá 70.000 và cái chậu số 4 với giá là 60.000. Đấy.
Đấy, cô chú anh chị chỉ việc tưới nước ở chậu hoa thôi. Cây này thì người ta nói rằng là cũng khá là khó thuần. Và sang bên này sẽ là cây hài mốc hồng, hài hồng nhé cô chú anh chị. Hài hồng này thì gần như là mỗi một cây nó sẽ cho hoa hết luôn ạ. Hoa của nó thì gần như là cái hài mốc hồng rất là xinh luôn. Và cây này thì dễ sống dễ chăm, người ta bán lẻ từng cây một cũng đã cây rời ấy cũng đã vài 40-50 nghìn một cây rồi. Đó, không hàng thông thuần nhé cô chú anh chị nhé. Hài hồng này cô chú anh chị từng cây một có thể cho hoa luôn. Và hình số 9 ạ, một cặp đôi hai cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị, 100.000 em cho hình này. Hình số 8 90.000 và hình số 7 với giá là 110.000, hình này là ba cây mẹ con. Và một cái chậu lan hài táo 70.000. Và chậu bên này chậu 70 là hài Henry, nói chung là nhiều dòng ăn hài cô chú anh chị ạ. Giá em đang bán cũng 70.000 thôi. Cô chú anh chị mình cũng có thể chọn thêm cho em những cây lan hài Vân Bắc dễ sống dễ chăm. Cô chú anh chị về trồng vài một vài năm từ vài cây có thể có cho cô chú anh chị một cái giò to đùng luôn. Hài Vân Bắc cô chú anh chị. Trên lan hài chắc là không thể thiếu trong sân vườn đúng không ạ? Cặp lan hài Vân Bắc hình này gọi là hình số 15 này cô chú anh chị này, một cặp đôi hai cây mà hai cây mẹ con luôn đấy nhá cô chú anh chị nhá. Em bán với giá chỉ 120.000 luôn ạ, cây mẹ con nhá cô chú anh chị. 120.000 luôn. Đó là cây mẹ con đấy ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 14 này. Hình số 14 một cây mèo một cây không mèo. Bình thường người ta bán cây mèo hơn 100.000. Thì ở đây hiện tại em bán cả cặp đôi này với giá 140.000 nhé cô chú anh chị. Là một chậu hài vân cực đẹp luôn. Giá tiền chỉ 140 mà có ngay mèo nụ để ngắm rồi. Sang hình tiếp theo 13, hình số 13 này. Số 13 một cặp đôi hai cây này, với giá em bán với giá là 100.000. Và sang hình số 12 cũng là một cặp đôi hai cây. Đó, một cặp đôi hai cây trong đó một cây mèo một cây không mèo 140.000, cây mẹ con nữa chứ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11 100.000 cho cặp đôi hai cây này, hai cây đá xếp sinh. Và hình số 10. Hình số 10 là một cặp đôi hai cây trong đó một cây mèo cây không mèo, em bán hình cặp đôi này cũng 140.000. Cái hình hoàng nhạn duy nhất em bán thanh lý luôn cô chú anh chị. 60.000 cho cái hình hoàng nhạn này này cô chú anh chị này. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Riêng những cây hồ điệp lá biên này thì ngay cả những anh chị chơi lan có thâm niên rất là lâu rồi, cái lựa chọn chơi cây hồ điệp lá biên để chơi thân lá và chơi hoa là một cái vẫn là một cái lựa chọn của cho những anh chị đấy. Một cái cây lan hồ điệp lá biên mà rất là nhiều từ ít nhất là 3 cặp lá trở lên và hàng lá biên vàng rất là đẹp như vậy cô chú anh chị nhé. Biên rất là sáng luôn và rất là đẹp cái lô hàng này. Và một cái cây hồ điệp lá biên rơi ít nhất là 2 vòi bông và rơi từ 3 cặp lá trở lên cô chú anh chị nhé. Thì em xin phép được bán một cây lan hồ điệp lá biên như vậy với giá chỉ có 45.000 thôi ạ. 45.000 thôi, cô chú anh chị có thể tham khảo giá bất cứ nơi đâu. Chắc chắn rằng không bao giờ có ai bán rẻ từ 45.000 đâu ạ. Chắc chắn phải từ 50.000 trở lên trong cái hồ điệp lá biên như vậy cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây là những cây lan phụng bào lá phượng hoàng lá biên nhé cô chú anh chị nhé. Cái cây lan phượng hoàng lá biên, cái dòng này cô chú anh chị có một cái cây lan trong sân vườn như vậy cũng tạo ra một cái không gian rất là xinh đẹp, rất là đáng yêu cho khu vườn xanh của nhà mình đấy ạ. Với cây lan phượng hoàng lá biên này, hoa của nó sẽ là hoa xanh cốm và cũng chớp biên nhá cô chú anh chị nhá, cũng rất là đẹp luôn. Thì mỗi cây phượng hoàng lá biên chậu cây khỏe như vậy đấy ạ, cây khỏe như vậy cô chú anh chị ngắm thân lá quanh năm luôn. Giá em cũng đang bán có 45.000 cho một cái chậu lan phượng hoàng lá biên này thôi cô chú anh chị. 45.000 thôi ạ. Thực sự thì cái mùa này tầm bây giờ cái lan nó quá là rẻ luôn, cho những cái lan nó rẻ đẹp như vậy 45.000 cô chú anh chị ạ. Ngắm thân lá quanh năm luôn, lên sân vườn thì mua cái cây lá biên như vậy ngắm thì cũng rất là tuyệt vời đấy ạ. Một cái giò kiều mỡ gà, và cái giò kiều mỡ này cô chú anh chị có thể thấy là cái sắc hoa của nó rất là đẹp và khuôn bông dày dặn tuyệt vời như vậy. Đây là cái giò kiều mỡ của hàng Thái nhé cô chú anh chị nhé, mỡ Thái nên là đảm bảo cái cần hoa dài và đẹp. Và cái giò lan kiều mỡ này hiện tại đang nở hoa, cô chú anh chị có thể biết mặt hoa luôn này cô chú anh chị này, cần hoa dài và sai bông đẹp như vậy. Và cái giò kiều mỡ này em bán 130.000. Bên này đây sẽ là chậu kiều vuông lộc bắc ạ, ngoài chậu kiều vuông lộc bắc như vậy. Đây, cái chậu kiều vuông lộc bắc như vậy. Em bán với giá là 150.000 cho một giò kiều vuông lộc bắc này cô chú anh chị nhé. Và ở đây thì em có cả những cái chậu lan kiều tím yên tử, đảm bảo rằng cái vẻ đẹp của nó không làm cô chú anh chị mình thất vọng từ những chậu kiều tím yên tử đẹp như thế này cô chú anh chị. Cây rất là khỏe luôn. Và mặt bông kiều tím yên tử đã sổ tại vườn đấy ạ. Đó, cô chú anh chị có thể mua về sổ hoa cái mặt bông của dòng kiều tím yên tử, một trong những mặt bông gọi là đẹp và giá trị nhất trong tất cả những mặt bông của dòng lan kiều. Thì ở đây một cái chậu kiều tím yên tử khỏe và đẹp như thế này cô chú anh chị nhìn thấy ạ, cây mơn mởn và rất là đẹp luôn. Thì giá ở đây em đang bán có 140.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những chậu địa lan quân tử, hàng rất là nhiều luôn.
nhiều lựa chọn cho cô, em sẽ chọn cho cô chú anh chị những cái chậu địa lan quân tử đẹp nhất, cây to đủ trưởng thành để cô chú anh chị mình có thể được ngắm lá, đến mùa hoa có thể có được những bông hoa rất là đẹp rồi. Thì một cái chậu địa lan quân tử như vậy giá có 70.000 thôi cô chú anh chị ạ. Một cái cây lan tạo không gian xanh và thanh lọc không khí tuyệt vời luôn nhé cô chú anh chị nhé. Mà đến mùa hoa thì không, cái vẻ đẹp của nó không kém cạnh bất cứ một loại lan nào cô chú anh chị ạ. Đây là cây trồng trong nhà, nó vừa giúp thải lọc không khí, lọc bỏ cả những chất khí độc hại trong không khí và loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại tivi luôn. Là sở hữu một cái cây lan quân tử như vậy chắc chắn rằng sẽ đem đến một cái không gian rất là tuyệt vời cho những thành viên trong gia đình. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm trắng, hàng bên em bảo hành chuẩn mặt bông trầm trắng không tì vết cho cô chú anh chị mình nhé, không lem không tì vết, hàng chuẩn mặt bông trầm trắng thơm nức mũi luôn ạ. Và mỗi một cái giò lan trầm trắng như thế này này rơi sum suê luôn, rơi từ ít nhất là 5 thân trở lên nhé cô chú anh chị nhé, rơi ít nhất từ 5 thân trở lên. Thì một cái chậu trầm trắng như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 110.000 cho một giò trầm trắng thôi cô chú anh chị, rơi từ ít nhất là 5 thân trở lên ngắn dài, 5 thân ngắn dài trong một chậu trở lên nhé. 110.000 cho một cái giò lan trầm trắng như thế này. Đó, cô chú anh chị, ngay từ cái thân lá cô chú anh chị có thể thấy là cái trắng nõn nà rồi, rất là đẹp như này rồi. Và bên này sẽ là những chậu lan trầm trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi ạ. Một chậu là một bụi to đùng, rơi từ ít nhất là 8 thân trở lên trong một giò nhé cô chú anh chị nhé. Riêng cây trầm cổ này cô chú anh chị trước đây nó gọi là trầm than củi, nhưng mà cây này đã trường tồn với thời gian rất là lâu rồi, một cái vẻ đẹp hoàn hảo luôn, sắc hoa đỏ thắm và cánh hoa sáp bóng rất là đẹp. Cô chú anh chị chăm đạt thì nó sẽ phải dài đến khoảng tầm 2 mét cho một thân ấy cô chú anh chị. Thì một cái giò trầm cổ, trầm rồng, trầm cổ hay là trầm than củi đẹp như thế này ạ, xin phép em được bán giao lưu cùng cô chú anh chị sẽ là có 120.000 cho một giò thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng trầm rồng đỏ, hàng chuyên nở hoa vào đúng thời điểm Tết đó cô chú anh chị. Trầm rồng đỏ thì gần như là năm nào đến Tết là cái hoa trầm rồng đỏ để bán hàng chơi Tết là không thể thiếu này. Mặt bông trầm rồng đỏ, sắc hoa đỏ thắm rất là phù hợp để mà chơi những ngày Tết. Chậu rơi từ ít nhất là 5 thân trở lên đấy cô chú anh chị. 4-5 thân trở lên trong một chậu. Đó, thân nào thân đấy mập nú luôn cô chú anh chị, rơi từ 5 thân trở lên trong một giò nhé cô chú anh chị nhé. Em sẽ cố gắng chọn cho cô chú anh chị chậu 5 thân trong một giò trở lên. Với giá ở đây đang có bán là 150.000 cho một 110.000 cho một chậu thôi chứ cô chú anh chị. Có 110.000 thôi, trầm rồng đỏ nhé. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cùng em ngắm những cái giò. Đây là những cái giò hạc vĩ thiên cung lữ bố đang đi ngọn. Thân nào thân đấy mập nú mà một chậu sum suê như thế này, rất là đẹp luôn như vậy. Hạc vĩ thiên cung lữ bố đây cô chú anh chị nhỉ. Đó, một những chậu là những chậu rất là khủng, hơn chục thân cho đến mười mấy 20 thân trong một giò. Nó sẽ là một cái tác phẩm vô cùng là tuyệt vời, đẹp như vậy cô chú anh chị nhá. Mặt bông thiên cung lữ bố, giá chỉ có 140.000 cho một cái giò thiên cung lữ bố đẹp như thế này thôi ạ. Chậu nào cũng như chậu nào, hơn chục thân cho một giò, cô chú anh chị có thể thấy là thân đã dài rất là dài đẹp rồi. Hàng đủ trưởng thành để có thể là mỗi một thân hoa sẽ là một suối hoa đẹp nhé. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan giả hạc Pháp ạ, mỗi một cái bảng giả hạc Pháp đẹp miên man như thế này. Đó, hơn chục thân trong một giò giả hạc Pháp, mặt bông giả hạc Pháp đây, nó sẽ vô cùng là nổi bật khi mà nó nở với sắc hoa đỏ và cũng là dòng hoa nó nở vào thời điểm Tết đấy cô chú anh chị. Giả hạc Pháp 130.000 cho một bảng giả hạc Pháp. Và đặc biệt bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị với giò lan 5 cánh trắng họng hồng ạ. Những cây lan 5 cánh trắng họng hồng này siêu rẻ luôn cô chú anh chị nhá. Chưa bao giờ có những chậu lan 5 cánh trắng họng hồng đẹp mà rẻ như thế này. Một cái chậu 5 cánh trắng họng hồng này em xách cho cô chú anh chị xem. Rơi khoảng tầm 8 cho đến 10 thân trở lên ạ. Ngắn dài và thân. Đây cô chú anh chị nhìn qua màn hình cô chú anh chị cũng có thể thấy là thân dài nhất ở đây cũng trên 40 cm rồi cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp như vậy rồi mà hàng đang đi ngọn, thực sự rất là tuyệt vời luôn. Như cái chậu này thì thân dài nhất có thể đã hơn 50 cm rồi. Mà cái bản thân của cái cây này thì như thế là nó quá là đẹp rồi ạ cô chú anh chị. Và một cái chậu lan 5 cánh trắng họng hồng, hàng hoa Tết ạ, năm nào cũng chơi bán hoa Tết cô chú anh chị nhá. Vừa thơm, cái họng hồng nổi bật trên nền 5 cánh trắng xuất sắc như vậy, giá chỉ có 140 cho một giò. Và sang bên này sẽ là những giò thiên nga đen, với giá là 130.000 cho một giò. Cô chú anh chị có thể thấy độ khỏe đẹp của cái cây này, về chỉ việc tưới nước và chờ hoa thôi. Thiên nga đen tượng trưng cho vẻ đẹp huyền bí đây. Và sang bên này đây ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những giò lan đai châu Thái cô chú anh chị. Những chậu châu Thái này chắc chắn rằng là đến Tết là cô chú anh chị mình có những giò lan thơm nức để mà chơi hoa Tết rồi đúng không ạ. Dòng châu Thái là một cái dòng mà không cần kích, không cần làm gì mà nó vẫn cứ hoa nở Tết, chuẩn Tết luôn cô chú anh chị nhá.
sở hữu một cái chậu châu Thái như vậy trong nhà đến ngày Tết thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Hình 49 ạ, à, một cái chậu châu Thái, cô chú anh chị thấy là có cây này, lá mít rất là đẹp, chậu này có hai cây này, hai cây là lá mít rất là đẹp này. Cây thứ ba thì nó bị lỗi ngọn và đã mọc lên hai cái ngọn mới này. Và chậu này 370.000 cô chú anh chị nhá. 370.000 cho cái chậu này, cô chú anh chị chơi hoa Tết trong thời gian rất là dài luôn. À, sang hình tiếp theo sẽ là hình số 48 này, cũng là 370, và hình số 47 cũng với giá là 370 này. Sau bên này đây sẽ là những cây lan Korat Koki. Em đảm bảo cô chú anh chị rằng là 10 người ngắm, 10 người yêu cái mặt bông của dòng Korat Koki này cô chú anh chị nhá. Một cái dòng lan lai tạo giống giữa cây hoàng nhạn và cây cửu bảo tiên. Hoa của nó to hơn cái hoa của hoàng nhạn rất là nhiều mà lại rất là thơm, mang sắc đẹp rực rỡ của dòng lan cửu bảo tiên. Cái khuôn bông hoa thì rất là to, vừa giống hoàng nhạn vừa giống cửu bảo tiên, một cái dòng lan rất là đẹp luôn ạ. Thơm nức cô chú anh chị ạ. Đẹp từ thân lá luôn. Bên ngoài nó đậm hơn cô chú anh chị. Rồi ở đây thì em có hình 43 đây cô chú anh chị này. Cây cổ lá đẹp từ thân lá đến cổ lá, cây này có hơi lỗi lá nhé. Cái hàng này hơi lỗi lá cô chú anh chị ạ. Dạ. Nhưng mà thân lá thì quá là đẹp luôn. Tiếc là nó có phần hơi lỗi lá một chút xíu thôi. Chứ còn nếu mà không lỗi lá thì cái hàng này là tiền triệu luôn ạ. Thì cái chậu 43 này xin phép em được bán với giá chỉ có 360.000 thôi, 360.000 cho hình 43. Hình 44 với giá là 350.000 này cho chậu này hai cây. Mỗi cây thì đang nhú nụ đây nhá. Cô chú anh chị chơi hoa trọn vẹn luôn. Đó, có hai cây như vậy với giá là 350.000. Và hình tiếp theo là hình 45. Hình 45 ở đây thì cô chú anh chị thấy là cũng là hai cây rất là đẹp đấy ạ. Đó, nói chung là cả hàng hình nào cũng có lỗi lá, nhưng mà ở đây cây vẫn còn đang cây lỗi lá này thì nó cũng không có ảnh hưởng đến sự phát triển của cây đâu. Hàng đã khỏi rồi và cây đang đi ngọn rất là đẹp rồi đây cô chú anh chị. Chậu này em bán với giá là 350.000 cho chậu này. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 46 đây. Chậu 46 đây cô chú anh chị, một chậu hai cây và cũng đang có nụ rất là đẹp luôn. Chậu 46 Koki này, Korat Koki này, với giá em đang bán là 330.000 cho chậu này nhá. Rồi ạ, hoặc là cô chú anh chị mình có thể tự sở hữu cho em những cây lan Korat Koki đẹp tuyệt vời ở đây. Cái bản lá rơi ít nhất 3 cm trở lên rồi cô chú anh chị ạ. Lá nào lá đấy bóng bẩy đẹp như thế này. Có cây là cây một mẹ một con, có cây cây một mẹ hai con, hoặc là có cả cây đơn cô chú anh chị nhá. Chiều dài từ ít nhất là 30 cm, 20 cm trở lên, đủ trưởng thành rồi. Cô chú anh chị nhìn thấy là cây này nó không kém gì những cây em đang bán trong chậu kia bao nhiêu đúng không ạ? Đủ trưởng thành để có thể cho hoa. Đó thì một cái giò lan Korat Koki hàng về cô chú anh chị tự trồng lấy ạ, dễ thuần dễ chăm vô cùng luôn cô chú anh chị nhá. Nên là cô chú anh chị có thể tự trồng lấy để được những cây lan đẹp ưng ý thì cô chú anh chị có thể chọn ở đây. Cây không có con 130 và cây có con là 140 cô chú anh chị nhá. Chọn cho em một cặp đôi hai cây, nó chỉ rơi vào hai cây. Chỉ rơi vào 260 cho đến 208 mà cô chú anh chị sở hữu một chậu Korat Koki rất là đẹp luôn rồi đấy ạ. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị những cái giò điệp tím Cao Bằng. Một cái mặt bông mà trước đây cô chú anh chị thấy rồi ạ, siêu hot đúng không ạ? Khi mà những cây lan điệp tím đang gọi là đang độ đắt đỏ ấy, thì những cây điệp tím Cao Bằng bao giờ cũng được rất là nhiều anh chị săn đón bởi cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời của nó. Cô chú anh chị ạ, cô chú anh chị đang cùng em ngắm cái bông điệp tím Cao Bằng ở đây là hàng nở muộn. Cô chú anh chị thấy là cánh hoa rất là sáng và rất là đẹp. Đây cô chú anh chị này, nói chung là mỗi một cái mặt bông Cao Bằng cũng có khá là nhiều mặt bông, nhưng mà mỗi một cái mặt bông nó đều mang một cái vẻ đẹp riêng. Rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Có những bông hoa môi tiết này, cánh hồng rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Đó thì cô chú anh chị mình có thể cùng em chọn những cái giò lan, những cái giò lan điệp tím ở đây rất là rẻ. Cô chú anh chị mình có thể về ghép vào cây xung quanh nhà, hoặc là treo cả giò như thế này để đến mùa hoa mình ngắm hoa cũng được. Giá nó quá rẻ luôn mà cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình cùng em chọn nhé. Hình này gọi là hình 50 này, với giá 100.000 luôn cô chú anh chị. Thân nào thân đấy mọc nú luôn này cô chú anh chị. Vừa ki trên thân vừa mầm gốc, thân nù rụt rất là đẹp, 100.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình này gọi là hình 50, hình 51 này. 51 này cũng bán với giá 100.000 luôn ạ, 52 130.000 này cô chú anh chị. Và 53. 53 đây cô chú anh chị. Siêu nhiều ki trên thân, cả lô ki này cô chú anh chị về thoải mái ghép luôn rồi cô chú anh chị nhá. Hình này với giá em bán 53 180.000 cho giò này. Đấy, 180.000 cho giò này. Hình 54 là một cái tác phẩm rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Tác phẩm, hàng này lá nhựa và thân vàng óng rất là khỏe và đẹp như thế này. Cái giò này xin phép em được bán giò này với giá là 200
260.000 cho giò này nhá cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp luôn ạ. 260.000 cho giò điệp tím to đùng như thế này cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo là giò số 55, một cái giò siêu khủng luôn cô chú anh chị. Đây, cô chỗ này cô chú anh chị về cắt được hai giò to luôn chứ không phải là một giò đâu cô chú anh chị ạ. Đẹp. Đây. Cả tổng thể một cái giò to đùng như thế này. Giò này xin phép được bán với giá là 380.000 nhá. Gọi là giò số bao nhiêu nhỉ? Về cô chú anh chị làm được hai giò rất là đẹp luôn. À, giò này gọi là giò 55 đấy ạ. Giò số 56 đây. Đây. Giò 56 này. Sum xuê như này này cô chú anh chị. Giò này em xin phép được bán với giá 250.000 này. Giò tiếp theo là giò 57 đây. Thân nào thân đấy mít rụt. À, hàng thân thủ đi rất là đẹp, hàng thân thủ đi rất là đẹp như thế này nhá. Hàng này thì cô chú anh chị thấy là bao nhiêu năm trời không có một bón sự bón tưới nào luôn rồi cô chú anh chị ạ. Hàng thân thủ cực kỳ là đẹp luôn cái giò này ấy. Thì cái giò này xin phép em được bán với giá là 200.000 cho giò này này cô chú anh chị. 200.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 58. Một cái giò cũng là thân thủ đi ngọn mà là ở đây cây lá, đây là một cây kiểu dạng cây lá xếp nữa nhá cô chú anh chị nhá. Cái giò này em xin phép được bán với giá 200.000. Cái giò 58 và giò 59 đây cô chú anh chị. 59 đấy ạ. Thân nào thân đấy mập nú luôn. Cái chậu này xin phép bán 150.000 thôi. Và hình tiếp theo là hình số 60. Sum xuê vô cùng luôn. Hình này em bán 250 nhá cô chú anh chị nhá. Giò này hơn chục thân luôn ạ. 250.000 cho giò này. Ở cái giò này thôi em bán thôi, báo giá 250.000 rồi thôi, rẻ quá. Bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị những hình cáo. Như lúc nãy em nói rồi, một cái lô cáo rất là đẹp. Đó, hàng cân thì 190 cho 1kg thôi cô chú anh chị ạ. 190 cho 1kg thôi nhá cô chú anh chị nhá, cắt tỉa sạch sẽ luôn. Đó, hoặc là cô chú anh chị chọn theo hình ở đây cho em cũng được. Em có hình cáo số 0 này. Hình cáo số 0 em vừa cân xong này, 1 cây này, 2 3 cây này, 4 này, 5 6 7 8 9 10 11 cây cáo nhé cô chú anh chị nhé. Cả một lô này em đếm sơ sơ qua thì thấy có 11 cây cáo như vậy, cắt tỉa sạch sẽ. Và thêm 2 cây hồ điệp ấn cô chú anh chị, 2 cây hồ điệp ấn cần hoa rất là dài này. Thì cả lô cáo này xin phép được bán với giá là 110.000 nhé cho lô cáo này nhé cô chú anh chị nhé. Rồi ạ, đây gọi là hình số 0. Rồi sang hình tiếp theo này. Hình tiếp theo đây ạ, một cái hình cáo hàng lá xếp rất là đẹp đây cô chú anh chị. Hình này gọi là hình số 23 nhé cô chú anh chị nhé. Hình 23, một cây cáo, một mẹ, một con. Vừa rồi cần hoa dài tít luôn cô chú anh chị. Đẹp, đẹp luôn cô chú anh chị này. Cây mẹ con này cực kỳ là đẹp luôn. Thêm 3 kèm theo 3 cây cáo xếp V thẳng đẹp như thế này. Đó, thì cả hình cáo này em bán là 150.000 nhé cô chú anh chị nhé. Hình này gọi là cái hình số 23. Nó quá là đẹp luôn ạ. Đấy, 3 cây cáo xếp kèm theo một cái cây cáo xếp mẹ con mà vừa rồi là cho vòi hoa rất là dài. Sang hình tiếp theo ạ. Hình tiếp theo là hình số 24. Hình 24 này cũng là 4-5 ngọn cáo xếp này cô chú anh chị. 5 ngọn cáo xếp này em bán hình này với giá là 150.000 cho 5 ngọn cáo xếp này. Một cái ngọn cáo xếp này đủ trưởng thành rồi. Đấy, như cây này vừa rồi đã cho vòi hoa rất là đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 25. Hình này cũng 5 cây ạ. Cũng 5 cây cáo xếp nhá. Em bán hình này với giá là 150.000. Và hình tiếp theo 26. Hình 26 này với giá em bán là 100.000 thôi này cô chú anh chị. À 120.000 chứ. Hình 26 này 4 cây to đùng 120.000. Hình số 27, 4 ngọn cáo xếp này em bán 140.000 luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 28. Hình này em bán 100.000 này cô chú anh chị. Và hình 29 ạ. Hình 29 này em bán với giá cũng 100.000 luôn cô chú anh chị. Hình tiếp theo hình 30, 3 ngọn cáo xếp như này. Hình này em bán với giá là 140.000. Và hình số 31. Hình số 31 một cây mẹ con to đẹp, thêm kèm thêm một cây này 7-8 cặp lá với giá em bán là 130.000. Và sang hình số 32. Hình số 32 này em bán 130.000 thôi ạ. Và hình số 33 cây to khủng luôn. Cái giò này cô chú anh chị chỉ cần vài cây là lên giò tắc. Mấy cây này cô chú anh chị về làm tác phẩm luôn, chứ không cần phải chăm sóc cái gì cả nhá. Ba cây rất là to 150.000. Và hình số 34 với giá 150.000. Và một ngọn cáo nhỏ xinh cô chú anh chị ạ. Nhỏ xinh luôn. Vừa rồi cho cần hoa dài cả mấy chục sen cô chú anh chị ạ. Đó, cô chú anh chị thấy đây, hàng ngọn xếp rất là xinh như này. Thì cái giò khúc cáo nguyên bản này mà 60.000. Rồi ạ, sang hình tiếp theo. Hình số gọi hình này gọi là hình 35 đấy ạ. Hình số 36, một cái giò cáo xếp nhé cô chú anh chị nhá.
Đây, cô chú anh chị nhìn cho em. Cái cây cáo xếp này toàn là cây cáo tuyển thôi, tuy nhiên là người ta không chăm được, cỏ mọc đầy ra. Sau đó thì nó bị rụng lá chân về, cô chú anh chị có thể cắt đi trồng lại được. Là những cây cáo xếp như thế này thì không phải dễ kiếm đâu cô chú anh chị ạ. Trước đây nó phải nói là cây rất là đẹp luôn đấy ạ. Giờ này em bán với giá 250.000 nhá. Cái này 36 ạ. 37 này cô chú anh chị này. 37 này. Cô chú anh chị thấy chưa? Mặc dù bỏ lá chân nhưng mà cây mẹ cây con, cây mẹ cây con hàng xếp rụt này, lá ngắn này. Cây bên này cây mẹ cây con này cô chú anh chị này. Lá ngắn đầy tiềm năng và đẹp như thế này. Giò này xin phép em bán 270.000 cho giò cáo này nhé cô chú anh chị nhé. Ngắm cái bộ quả cũ của nó thôi mà cũng còn mê nữa cô chú anh chị. Giò này mà nở hoa thì quá là xuất sắc nhé cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 38 này. Cái chậu cây bên này là cây bên này là một mẹ, cây bên này trước đây cũng siêu vip luôn đấy cô chú anh chị. Người ta không chăm được nên là để dưới cái bóng nó che nhiều quá nên là cái ngọn nó bị đốm đi như này này. Đấy, một cây mẹ và ba cây con, bên kia là một mẹ một con nữa. Tổng chậu này sẽ là có 2 3 4 5 cây. 6 cây cô chú anh chị ạ. 6 cây. Giò này xin phép được bán với giá là 290.000 và sang hình tiếp theo là giò số 39 này. Giò này cũng là ba ngọn cáo xếp nhá. Giò này em bán 270.000. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là món chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng này. Chè trồng ở vùng núi Khe Đén với độ cao trên 1.000m2 quanh năm sương mù bao phủ nên là tạo ra một cái hương vị thơm ngon rất là riêng. Em bán 1 kg một túi này, nửa kg với giá 170.000 và bên này thì rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho Lan ạ. Vỏ thông nhá, đủ size luôn 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 2.000 cho kg ạ. Rêu rừng với giá là 50.000 cho 1 kg, cực kỳ là sạch và đẹp luôn, khô cong luôn. Và bên này sẽ là giớn vụn hàng kg thì em bán với giá là 40.000 cho 1 kg giớn bảng. Em có kích cỡ là 13-30 này với giá 15.000, kích cỡ 20-30 này với giá là 18.000, kích cỡ 20-40 với giá sẽ là 22.000, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng viễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Atonic 12.000 cho một gói, Super Thai hốc môn tăng trưởng 50.000 cho một lọ và dưỡng chất AB 80.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000, điền da mỹ tiến 40.000, điền da sẹo đen 50.000. Siêu da dễ N3M 30.000, ba loại phân bón thông minh tăng trưởng có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000, đặc trị côn trùng 70.000 cho một lọ. Dây buộc lan chiều dài 100m, giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Và Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm 35.000 một túi. Phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một gói nhé. Phân dê đã qua xử lý với giá 18.000 một kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Tinh dầu hồi này thì hoàn toàn chiết xuất 100% từ cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị những công dụng dược liệu tuyệt vời như diệt khuẩn, làm sạch không khí. Đặc biệt cái mùi hương thơm của nó chắc chắn rằng sẽ giúp cho cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn vô cùng là tuyệt vời luôn ạ. Dễ em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có nhé, rất là nhiều những cái lựa chọn cho cô chú anh chị mình, đủ những dòng lan đẹp luôn. Mong được cô chú anh chị ủng hộ những mặt hàng lan hôm nay. Cô chú chị nhìn cho em, giáng hương đuôi trồn, đuôi cáo, quế lan hương, tam bảo sắc, hàng đều rất là đẹp. Cô chú chị mình có thể chọn hàng trong buổi ngày hôm nay ạ. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.